Dạ vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Sau một thời gian thì vắng bóng ở trên cái kênh bán hàng thì hôm nay mới có hàng về để giới thiệu với các bác đây. Hôm nay thì bên em về đấy là cái dòng loa CAF khá là đẳng cấp các bác ạ. Nhắc đến CAF thì chắc hẳn là đây là những dòng loa mà rất là nhiều những niềm mơ ước được sở hữu cho mình những chiếc loa CAF. Đấy, CAF. Hôm nay thì Thắng Hoàng sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác và báo giá luôn trong video này về cái mẫu loa này luôn các bác nhé. Trong video này thì sẽ có hai mẫu, đấy là 25 và 30. Thì đây cho các bác xem model luôn. Model này rất là chất các bác, hiếm luôn, hàng hiếm luôn. U121, đây là dòng dòng bát 30. Và U110, đây là dòng bát 25. Neo bi luôn nha các bác nhờ, hàng xịn sò lắm nhờ. Đó. Cái dòng loa 25 này thì công suất của nó là 250, độ nhạy là 97, dải tần là 60. 60Hz đến 20kHz. Mẫu này là mẫu 30. Dải tần từ 50Hz. Cái 30 này thì em test rồi, nghe bát rất là mềm và tiếng bát rất là sâu các bạn, nghe rất là sướng. Thì điện thoại thì mình cũng không thu được tiếng bát đâu. Thì nếu như có thu âm, có test âm thì các bác cũng chỉ nghe lời thôi. Và cái chất lượng thu âm của cái điện thoại thì nó cũng không giống như là một cái phòng thu hay là được làm nhạc. Cho nên là nghe nó cũng không rõ ràng sắc nét cho lắm. Đấy, công suất 400 và độ nhạy là 98. Đấy, cần gạt, chuyển đổi full thiên về lời như là đánh tổng hợp. Đó. Thùng này thì được sơn sơn cát nha các bác nhá. Thùng này được sơn cát. Cái này thì nó không không có làm giá treo bên Trung Quốc, nó lắp phòng, nó khoan lỗ để nó bắt giá. Đây các bác nhìn bên hông này. Bên hông thì có cái lỗ để B rất đẹp, làm hình trái tim. Nẹp nhôm rất là xịn sò luôn, nẹp nhôm xịn sò, e căng dày cứng. Đấy. Ở bên trong là cái miệng phễu tép màu xanh. Và đây là chiếc bát của Fen, một chiếc bát của Anh Quốc và một chiếc tép được sử dụng tép của Italy. Đó. 25 cũng vậy. Chiếc bát 25 được sử dụng của hàng Fen Anh Quốc và chiếc tép được sử dụng chiếc tép Nelby của hãng Sun 18 của Italia. Bây giờ em quay giới thiệu cho các bác trước về cái loa 25 nha. Đó. Sơn cát nha các bác nhá, sơn cát. Thì ở bên trong thì nó sẽ có ba cái lỗ thông hơi ở mặt trước này. Đấy. Và đây là cái tép để em bóc cho các bác xem. Tép này cái này thì nó không dùng dây dắt mà nó hàn trực tiếp luôn, cho nên là đâm ra là em phải hàn, em tháo ra em mới quay được cho các bác. Đó. Các bác nhìn thấy neo bi xịn sò chưa? Đấy. Nó là cực xịn luôn. Made in Italy. Đó. Cái này là mỗi hàn em tháo cái dây ra. Đấy. Made in Italy. Đẳng cấp luôn các bác, nghe neo này. Những cái dòng của Sun là đẳng cấp luôn. Tất cả bát tép ok, kể cả bát tép của Fen này cũng vậy, Fanen. Gọi là Fanen là mình đọc tắt là Fen. Đây các bác. Đó. Tép của Fen. Của Anh Quốc. Thương hiệu 50 năm, cờ của anh ấy nó ẩn ở trong cái số 0 này. Đấy các bác nhìn này, sơn tĩnh điện nó rất là bóng, rất là sạch, rất là đẹp luôn. Đấy. Đó, các bác nhìn kỹ nhá, rất là đẹp nhá. Đấy. Số được dập ở trong màng luôn. Đấy, màng mềm, vàng bóng, rất là đẹp, nó là đẳng cấp luôn. Từ dày này đánh rất là chắc. Đây là chiếc phân tần. Đây, mọi người nhìn phân tần là mê luôn. Con 25 này phải nói là khủng, siêu khủng. Các bác còn nhìn thấy con tụ này. Tụ này rất là chất này. Cáp tụ nhôm này. Đấy, còn thêm con tụ long đa này nữa này. Thống chống xung ngược, chống cháy này. Chống cháy loa tép. Cái loại này thì các bác dùng cứ nói chung là đảm bảo an toàn, yên tâm, không bao giờ lo sợ cháy.
thì cái mạch phân tần này nó thiết kế bảo vệ rất là tối ưu luôn, bảo vệ cao cấp hơn cả những cái dòng của B3 luôn các bác nhé, và nó lọc âm rất là hay. Nhắc đến xe AF thì không có một model nào là nghe tiếng nó kém cả các bạn. Đấy, model đời càng mới, đời càng cao thì dùng càng sướng. Các bác nhìn đây, linh kiện này, đẹp long lanh lấp lánh luôn. Đó. Đây là chiếc loa 30 các bác nhá. Đây là chiếc loa 30. Đấy. Loa 30 này nó cũng dùng bát của Phen và chiếc tép cũng của Sun 18. Tép này thì cũng là của Made in Italy. Cũng chiếc phễu xanh. Con này thì trong quá trình vận chuyển thì nó bị đánh rơi các bác. Con này thì em sẽ thanh lý sau khi mà em bán 3 đôi hoàn hảo. Đôi này thì sẽ là một đôi này thì sẽ bị mất cái tem mặt trước. Đấy, còn tất cả sẽ có. Cái này thì em sẽ cái này nó cọ xước, nó hơi xước tí sơn thôi. Chấm lại là em làm đẹp lấp lánh luôn cho các bác để các bác dùng. Đôi loa đắt tiền, đôi loa đẳng cấp luôn, xứng đáng đồng tiền luôn. Đó. Còn cái đôi này thì nó vận chuyển nó bị rơi vỡ và nó có bị thưa các bác là em lấy cái đôi xấu nhất em quay, nó có bị vỡ cái đây nó bị nứt cái xương loa đây. Đấy, nó nứt cái xương loa cho nên là phải hàn lại, nó hơi hơi bị cái vấn đề lỗi như vậy. Còn tất cả đều nguyên bản, chưa bóc bất cứ cái gì cả, côn mảng nó còn nguyên zin luôn. Đặc biệt là nguyên zin nguyên bản, chưa bị bóc ra. Đấy, các bác nhìn nó 100% nó còn nguyên zin, không bóc ra bất cứ một cái gì hết. Đấy, chỉ bị nứt cho nên là mình phải gia cố, mình hàn lại và chấm lại. Chấm lại đây các bác này. Đó, nó bị nứt cái chỗ này, góc này. Bọn nó vận chuyển nó hơi ác, nó quàng quật. Đấy. Chào các bác xem cái này nhá, cái tép này nhá. Em bóc cho các bác xem nhìn xịn sò đến mức độ nào này. Đây, đây là chiếc úp tép này. Đấy, có viền cao su non để làm êm này, tì này. Đấy. Đây, đây là chiếc côn tép này làm rời này. Đó. Đấy, số má dập đoàng hoàng các bác nhá. Đấy, còn cái dây này thì quá đẹp luôn các bác, nhìn cái dây này các bác biết cái chất lượng âm thanh nó già, nó rất là mịn luôn, tép dây như thế này mới sướng. Đấy. Không biết nó bằng nhôm hay bằng vàng đấy, em nói vui vậy thôi chứ còn cái dòng tép này thì nó làm dạng nhôm dẹp hàng xịn đây các bác, nhìn màu sắc biết này. Đó, nhôm mề tiếng sẽ bay tiếng, mềm tiếng, tiếng rất là mịn, nghe rất là sướng đấy các bác nhìn nhé. Đẹp lấp lánh lang keng luôn. Đó. Đây là phía dưới, nó có tấm lót cách để tạo dao động cho âm tép. Đấy, cũng có số luôn, có đánh số luôn. Đấy. Để em quay phân tần cho các bác xem. Đây là phân tần. Đó. Đấy, các bác nhìn thấy cặp phân tần đẹp không ạ? Đó. Hệ thống lọc âm tạo xung cho bát chở giảm tải, kèm theo nữa là chiếc cũng như là diode chống xung ngược, chống cháy cho bát cho tép. Các bác dùng những cái dòng loa của CF gần như là các bác dùng nó không phải là cái gì, nó có niên hạn thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái dạng giống như vĩnh cửu luôn. Rất hiếm khi mà các bác mua một đôi loa CF của hãng CF với thiết kế phân tần này mà bị cháy bát cháy tép. Đấy. Các bác dùng không thể cháy được, nói chung là nó khó cháy lắm. Chỉ dùng lâu ngày cái kiểu như các cái chân tiếp xúc của bát hay của tép đây này, để mà ra đây này, là cái cầu vặn tiếp xúc loa đây này. Nếu như mà nó bị lâu ngày ấy, nó kiểu như nó tiếp xúc là hai cái không phải liền khối mà nó mụn đi, thì có thể là nó đứt hoặc là mình hàn lại thôi. Chứ còn để mà cháy là gần như là hiếm có, dạng hiếm có đấy. Thùng này nó vận chuyển nó bị ném nó hơi sứt chút đây. Đấy, nó bị nứt luôn cả cái bát này. Còn tất cả những cái đôi này thì đều đẹp hết các bác nhá. Đó. Đấy, các bác nghe. Đấy, thanh nhôm rất là dày, tạo ấn tượng cho đôi loa rất là đẹp luôn các bác. Đấy. Hình thức phải nói là khó chê luôn. Cái này thì hàng vừa về đến nơi em quay luôn. Khi mà các bác được tuốt lại một lớp sơn, chấm vá lại một lớp sơn, gần như là đẹp như mới luôn cho các bác luôn đấy ạ. Đấy, rất là xứng tầm với lại
những cái đôi loa đẳng cấp này khi các bác trưng bày ở gian phòng của mình, thương hiệu cao cấp đấy, và chất lượng âm thanh thì em nói thẳng thừng với các bác luôn, cho các bác test thử không hay giá lại hàng cho em ngay, em không bao giờ em nói câu gì hết, không bao giờ em lăn tăn đấy, em cam kết với các bác là bao hay bao free luôn cho các bác nhá. Đó, với mục đích sử dụng của mọi người thì có 25, có 30 để được mọi người lựa chọn. Đôi loa 30 em sẽ bán ra với giá tiền là 13 triệu đồng. Đôi loa 25 em sẽ bán ra với giá tiền là 8 triệu đồng. Đấy, bao phê, bao hay, bao test cho các bác luôn. Bảo hành cho các bác hẳn 1 năm luôn nha. Đó, ok chưa? Bảo hành cho các bác hẳn 1 năm nghe. 1 năm nghe, tương đương với một đôi loa mới luôn. Tại vì cái này không thể cháy được. Nói thật với các bác là không thể cháy được. Đấy, cho nên là rất là yên tâm mà dùng các bác nhá. Đấy. Còn nếu như cái bác nào mà muốn chọn cái đôi loa này mất cái tem CIF thôi, nhưng mà nhìn vào với lại qua cái khâu quảng cáo, khâu giới thiệu thì chắc chắn là người ta cũng biết là đây là CIF rồi. Đấy, zin bản nguyên bản 100%. Nứt cái bát thì em hàn lại cái vành bát đấy, gọi là mình xử lý lại. Đấy, và cái thùng này em cũng sẽ xử lý lại để cho các bác có một chiếc thùng gần như là nguyên vẹn để các bác dùng. Thì đôi này em sẽ bán cho các bác là 11 triệu đồng. Đấy, ok chưa ạ? Vẫn bảo hành 1 năm. Đấy. À, giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển, sẽ tặng kèm cho các bác một cặp rắc bắp chuối Nutrich để các bác cắm tín hiệu từ đấy vào loa. Đó, mọi người có nhu cầu đặt hàng liên hệ trực tiếp cho em qua số 0969 800 985. Cảm ơn các bác đã quan tâm, yêu mến, ủng hộ và xin chào tất cả mọi người.